update kênh nó không tải tiết lại nhỉ, hấp cho vào hấp nhiều tay hơn tải muốn tiết tải cho vào hấp ăn tiết kênh hấp đông hết này ngọt ngọt hết nâu không ngọt do sự ngon mấy rồi cái canh ngon phết này. Bé bé này mình phải làm mấy bát nữa. Ôi thì hôm nào buổi nhưng mà quán này ăn buổi tối ngại, tối ăn nhiều cũng ngại. Làm như con vịt nhỉ. Làm con vịt để trong lại gì. Làm cho mặt bình. Làm cái ô tô to. Nó cái đấy là một con vịt mà cổ cổ đấy mề rồi. Hỏi về cho em bị kéo với đứa về để cố chị về muốn là chị về hôm chiều nay rồi ha, chị chưa về cứ đi tối gọi thì gọi cứ chiều chiều rồi đang đi làm rồi nghe ngọt phết nhở. Ừ. Nhưng mà ớt cay quá. Tiết cá tiết ngan tiết vịt nó ngọt đúng không, tiết dê nó vẫn kiểu mùi hôi. Mình ăn tiết canh chó, chó ngọt mà. Ừ, nhưng mà ăn nhiều ngại, mọi người bảo sán chó nhiều đeo biết rồi. Bây giờ chó nhà nuôi sạch. Sau 5 phút đã làm xong 3 bát tiết canh. Tiết canh ăn rất là ngọt. Giờ thôi làm thêm bát bún nữa là ấm bụng rồi. Cảm ơn các bác nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ Cộng Bầm TV. Xin chào và hẹn gặp lại.